Chào tất cả nha. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong một cái văn bản thuyết minh mới. Và cái văn bản thuyết minh của tuần này so với tuần trước thì nó cũng gần gũi thiết thực, mà nó còn đụng đến vấn đề mà phong cách, là đạo đức, là quan niệm của mỗi người. Một cái rất là thời thượng đó chính là việc hút thuốc lá. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua văn bản thuyết minh sau đây. Ôn dịch thuốc lá nằm ở trang 118 sách giáo khoa nha. Rồi, chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Như em biết rồi, đầu tiên đó là cái phần 1 La Mã, tức là phần đọc hiểu chú thích. Chúng ta tìm hiểu về tác giả trước nha. Rồi, em ghi tựa đề đi: ôn dịch thuốc lá, văn bản thuyết minh. Nhìn cái điếu thuốc thấy hấp dẫn quá, nhưng mà xem thử coi coi cái phong cách hút thuốc này, nhất là mấy em nam á, cầm điếu thuốc lên có vẻ như là rất là lãng tử, không rất là dân chơi không? Nhưng mà chúng ta thử xem thử coi coi thuốc lá này nó có cái gì không. Dĩ nhiên là chúng ta đã từng nghe rất là nhiều rồi. Thôi trước hết chúng ta tìm hiểu về tác giả trước đi nha. Ở phần đọc hiểu chú thích thì cho kèm bốn kiến thức sau đây. Một, đó là về tác giả. Tác giả của văn bản này là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, sinh năm 1913 và mất năm 1997, quê ở Hà Tĩnh. Ông là một nhà trí thức Tây học, tức là ông đi du học ở bên Pháp, đỗ bác sĩ bên đó, và khi về nước ông trở thành một nhà hoạt động văn hóa xã hội rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Nói đến Nguyễn Khắc Viện thì ai cũng biết đến, ông là viết rất là nhiều công trình về xã hội, về văn hóa, đặc biệt nhất là vì là bác sĩ nên là ông tập trung vô cái mảng đề tài y tế rất là nhiều. Rồi, hãy cho em một chi tiết nè. Em có thấy, em có biết cái phong trào dưỡng sinh không? Thấy sáng sớm ngoài đường thấy mấy ông bà lão hay là thanh niên, nhưng mà tập dưỡng sinh, là múa ở trong công viên á, thấy không? Đó, nó gọi là tập dưỡng sinh đó. Thì cái người mà đã du nhập cái tập dưỡng sinh đó vào Việt Nam đó chính là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện mà chúng ta đang nói tới đây. Rồi, vậy là xong rồi về tác giả xong rồi ha. Bây giờ đến phương thức biểu đạt á, thì chúng ta mà đó là chúng ta đang học thuyết minh mà, cho nên thì nó vẫn là văn bản gì, thuyết minh. Và ở đây á, cái tính chất thuyết minh nó còn rõ hơn gấp trăm lần cái bài ngày trước năm 2000, tức là nó sẽ cho chúng ta thấy được là thuốc lá như thế nào, nguồn gốc ra làm sao, rồi nó tác hại từng chi tiết một đến đến những bộ phận cơ thể của người như thế nào. Thì rõ ràng đây là một cái văn bản mà minh chứng rõ ràng nhất cho văn bản thuyết minh. Còn cái tựa đề đó là ôn dịch thuốc lá. Thì cho em đọc lại cái tựa đề là ôn dịch phẩy thuốc lá, tức là cái này nó ngang bằng nhau. Tại sao lại có cái chữ ôn dịch ở đây? Ôn dịch đó là cái từ cũ để nó chỉ cái dịch bệnh. Ngày xưa lúc mà thời phong kiến người ta không gọi là dịch bệnh như bây giờ mà gọi là ôn dịch. Thời đó y học còn rất là thấp kém, em biết rồi, mỗi lần mà bị dịch bệnh đó thì là người ta đâu có phân biết được là con virus nào, con vi khuẩn nào, vi trùng nào. Và vì thế cho nên là khi một cá nhân bị bệnh bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch, ôn dịch đó, chẳng hạn như là dịch tả, thương hàn á, đậu mùa vân, thì em biết đó, thời đó y học còn rất là non kém, cho nên nó là một người chết là một người bệnh lây cho hàng 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 chục ngàn người, hàng triệu người ở chung ở ở trong quê, trong làng xóm, trong quê hương, trong vùng đất đó. Và thế là nó gây ra hàng loạt cái chết, có những cái làng đã bị xóa sổ bởi vì ôn dịch, gọi là ôn dịch, bây giờ mình gọi là dịch bệnh. Và vì thế cho nên đó là mới đầu vô thì gọi ôn dịch là danh từ để chỉ dịch bệnh, nhưng mà sau này á, người ta dùng cái danh từ này giống như một tiếng chửi: mày là đồ mắc dịch, mày là đồ ôn dịch. Như vậy rõ ràng đó là trong trong tư duy của người Việt Nam thì cái chữ ôn dịch này là cái gì đó nó mang một cái phạm trù xấu xí, đúng không? Một cái phạm trù rất là nguy hiểm. Vậy thì thật ra thuốc lá nó không phải là bệnh truyền nhiễm, nó chỉ là một cái hành vi thôi. Nhưng mà ở đây á, khi ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ông ta xếp thuốc lá vào chung với lại chữ ôn dịch đó, là ông ta muốn gì? Đây, ý nghĩa của tựa đề là ông ta muốn so sánh cái việc hút thuốc lá đó, nó cũng nguy hiểm,
nó cũng làm tổn hại sức khỏe và đặc biệt là làm chết người hàng loạt như dịch bệnh. Vậy em hiểu vì sao mà tất cả sếp hút thuốc lá không phải là một căn bệnh nha, mà lại xếp ngang hàng với để chữa ôn dịch, là bởi vì nó gây chết người giống như là bệnh ôn dịch ngày xưa. Rồi có nhiều từ khó nhưng mà thầy chọn một từ khó duy nhất thôi, đó là từ nicotine. Nicotine này là cái chất gây nghiện nằm ở trong khói thuốc lá. Người hút thuốc lá mà người ta nghiện là bởi vì trong thuốc lá có chất này, chất nicotine. Chứ thật ra trong khói thuốc lá nó có đến hàng mấy ngàn độc chất chứ không phải là, nhưng mà cái chất mà gây nghiện nổi tiếng ở trong khói thuốc lá chính là nicotine. Rồi em đã tìm hiểu về tác giả, về phương thức biểu đạt, về ý nghĩa tựa đề và đặc biệt là từ khó nicotine. Đến đây thì chúng ta đã tìm hiểu được những cái nét cơ bản rồi. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào phần số 2, đó là phần đọc hiểu văn bản. Mà em biết rồi, nói đến thuốc lá thì chắc chắn nó sẽ là tác hại rồi, không có gì cần phải bàn cãi hết. Nhưng mà nó tác hại như thế nào thì để cho các em có một cái nhìn khái quát về nguồn gốc cũng như là về cái gọi là tác hại ghê gớm của thuốc lá, thì cho các em coi một cái đoạn video sau đây nha. Rồi em bắt đầu nè. Đây chúng ta hãy ngắn thôi, ta hãy cùng nhau xem cái đoạn video sau đây. Video do tổ chức sức khỏe thế giới phát hành cho nên là nó rất là bài bản. Hút thuốc lá dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Được phát hiện tại châu Mỹ năm 1492, người ta đã tìm thấy một loại cây có tên là tobacco, mọc hoang dại suốt 4.000 năm ở đây. Trong loại cây này chứa nhiều loại chất có tác dụng thần kỳ và được ươm trồng rộng rãi khắp châu Mỹ. Sau đó, nó được đưa về châu Âu và chế biến, phát triển thành bộ thuốc lá chữa chứng đau nửa đầu. Ngoài ra, người ta phát hiện ra rằng thuốc lá khiến người hút sảng khoái tinh thần và giảm căng thẳng, tạo hưng phấn. Tuy nhiên, trên thực tế, trong thuốc lá có chứa một loại chất có tên là nicotine, làm cho người hút cảm thấy mệt mỏi, nicotine đó khó em. Tập trung, cáu gắt và suy sụp tinh thần nhanh chóng. Theo các nghiên cứu, khói thuốc lá chứa tới hơn 4.000 chất hóa học, trong đó có khoảng 250 chất độc hại và khoảng 70 chất gây ung thư. Nhiều độc chất ở trong khói thuốc lá đó kèm khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, có thuốc hít qua phổi, ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương cho lòng mạch máu, hầu hết các cơ quan nội tạng bị tổn thương và nguy cơ ung thư cao. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, rối loạn kinh nguyệt, ung thư vú đối với phụ nữ, dễ bị còi xương, trí tuệ chậm phát triển, suy dinh dưỡng đối với trẻ em. Mà ngồi xung quanh những người hút thuốc thì sao? Ta thử thuốc lá tiếp tục không chỉ xem gây hại cho người trực tiếp sử dụng mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, hay còn gọi là hút thuốc lá thụ động. Khói thuốc được coi là chất độc hại nhất trong môi trường cư trú. 20% khói thuốc sẽ vào cơ thể người hút, còn 80% thải ra ngoài môi trường không khí. Khói thuốc lá có thể tồn tại trong 2 giờ ngay cả khi không còn nhìn hoặc ngửi thấy mùi thuốc. Do đó, những người sống hoặc làm việc thường xuyên với người hút thuốc
có thể tiếp cận lượng hút thuốc tương đương 5 điếu mỗi ngày. Thuốc lá là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng mà hiện nay con người phải đương đầu. Cờ thuốc lá nó tới đâu thì nó sẽ gây hại đến đó, phải không? Tới lá phổi của mình à, đó, nám phổi, ung thư. Có hơn 5 triệu người trên thế giới chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá. Mỗi năm có 5 triệu người chết trên thế giới. Ở Việt Nam chúng ta thì có khoảng 40.000 người bị chết vì hút thuốc lá. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Và khoảng 33 triệu người ảnh hưởng liên quan. Và 33 triệu người không hút thuốc thì ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho những người không hút thuốc lá, hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc lá nơi công cộng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2005 NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: hút thuốc lá, thuốc lá ở nơi công cộng như trong rạp hát, rạp chiếu phim, phòng họp, phòng làm việc, bệnh viện, thư viện, phòng đợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc ở những nơi công cộng khác có quy định cấm bán thuốc lá, thuốc lào cho trẻ em dưới 16 tuổi. Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống, mỗi chúng ta hãy tự giác thực hiện không hút thuốc lá trong nhà, nơi làm việc và những nơi công cộng bị cấm hút thuốc lá, không hút nơi có trẻ em và người già, nhắc nhở người khác khi hút thuốc nơi công cộng. Vì một cộng đồng không khói thuốc, vì sức khỏe của mỗi người, vì tương lai của chúng ta, hãy bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ. Rồi, hết phim. Và cũng sẽ là hết cuộc đời nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục coi thường việc hút thuốc lá. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi cái video này. Và bây giờ thì thầy trò chúng ta mới bước vào cái phần quan trọng nhất, đó là phần hai la mã, đọc và hiểu văn bản. Rồi, thì các em thấy rõ ràng cái văn bản mà ôn dịch thuốc lá này là nó chỉ nhằm mục đích duy nhất là nó nói lên cái tác hại của việc hút thuốc lá mà thôi. Ở đây thì tác hại của nó chỉ là hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người trực tiếp hút, hay gọi y học đó gọi là hút thuốc lá trực tiếp, là cái người mà cầm điếu thuốc và hút thì gọi là trực tiếp. Còn những người mà xung quanh những người trực tiếp đó, như là vợ con, đồng nghiệp, bạn bè hay là người ngồi xung quanh không liên quan gì hết, nhưng mà ngồi xung quanh những người hút thuốc lá thì đã gọi đó là hút thuốc lá thụ động. Thì bây giờ chúng ta thử xem thử coi coi tác hại của việc hút thuốc lá trực tiếp thì như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta nhớ cái đoạn clip hồi nãy nó có nói rồi, trong khói thuốc lá nó có hơn 4.000 độc chất hóa học, mà trong 4.000 độc chất hóa học đó thì nó có chiếm đến 250 chất độc nguy hiểm, như là benzen, như là cadmium, thuốc trừ sâu đó là benzen đó, hay là formaldehyde, hay là nicotine, hay là nói chung là rất là nhiều, mà trong đó nó có hơn 70 chất sẽ gây ung thư. Đó cho nên là vì sao mà ung thư phổi, ung thư tùm lum, ung thư vòm họng vân, đó là bởi vì nó có chứa đến 70 chất gây ung thư ở trong cái làn khói hết thuốc là mong manh, lãng mạn, đẹp đẽ đó, lãng tử đó, nhưng thật ra trong khói thuốc lá nó có đến hơn 4.000 độc chất, 250 chất độc, và trong đó có hơn 70 chất gây ung thư. Rồi bây giờ chúng ta thử xem coi khi một người cầm một điếu thuốc lên và bắt đầu hút thuốc lá thì chúng ta hãy xem được coi hút thuốc lá nó sẽ đi trực tiếp vào trong người. Đầu tiên là vào cái gì trước? Khi hít vào thì đầu tiên là vào miệng, đúng không? Vào khoang miệng, là vào vòm họng nè, rồi xuống phế quản vân vân. Thì chúng ta thử xem nữa coi coi khi người ta hút thuốc lá thì nó sẽ vào gì đầu tiên? Đầu tiên nó sẽ vào vòm họng và phế quản.
khi nó vào vòm họng và phế quản như vậy đó, thì nó sẽ gây ho hen, đúng không? Cái chất nóng của thuốc lá nó làm cho cái những cái lông rung ở trong cái cổ họng, trong cái niêm mạc này nè, trong cái nó bị triệt tiêu đi, nó không còn hoạt động nữa, và thế là bụi thuốc lá, bụi bặm nó cứ trực tiếp nó vào, nó sẽ gây ho hen, nó sẽ gây viêm phế quản. Nên những cái đó thì là không có chết người, nhưng mà nó sẽ làm cho mình mệt mỏi. Những người bị ho nhiều khi đêm ngủ cũng được, mất sức khỏe, hay là viêm phế quản. Chẳng hạn như là giáo viên là người mà hay nói nhiều nhất thì thế nào cũng viêm phế quản đó, và cuối cùng nặng hơn nữa là ung thư vòm họng. Đây là một cái hình mà nó mô tả, nó chụp hình lại cái thực trạng của một người bị ung thư vòm họng. Như vậy khi ta hít một hơi đầu tiên vào trong người chúng ta thì nó sẽ vào vòm họng và phế quản, và nó sẽ gây ho hen, nó sẽ gây viêm phế quản, nó sẽ gây ung thư vòm họng. Đó chính là cái nơi đầu tiên mà tác hại, chịu tác hại bởi bởi thuốc lá. Rồi sau đó thì từ phế quản nó sẽ tới nang, tới cái phổi, đúng không? Tới nang phổi. Thì ở đây thì đây là một cái mà ai cũng biết hết trơn rồi. Thuốc lá chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra một thứ bệnh mà ai cũng biết hết, đó là ung thư phổi. Người ta nói rằng là 80% người bị ung thư phổi là hút thuốc lá. Cứ 100 người bị ung thư phổi thì thống kê cho thấy là 80 người là do hút thuốc lá. Có thể nói rằng hút thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu để gây ung thư phổi. Đó, em thấy một cái lá phổi bên phía tay phải của màn hình này không? Nó không còn cái hình thù, cái màu sắc, hay là không còn cái chức năng của lá phổi nữa, mà nó teo héo, nó nổi cộm, nó làm cho chúng ta bị mất đi cái khả năng hô hấp, tạo ra dưỡng chất vân vân, và thế là tất cả những cái đó nó dẫn đến chúng ta tử vong. Như vậy chúng ta chỉ cần nhớ một điều đơn giản là khi thuốc lá nó vào phổi thì nó là tác nhân gây ung thư phổi. Rồi sau đó thì khi mà nó vào trong phổi là nó theo mạch máu để đi tới, nó được tới tim, đúng không? Tim sẽ chuyển hóa thành ra oxy để mà chuyển tới nuôi các tế bào trong cơ thể chúng ta. Như vậy là sau khi rời bộ phận phổi, nó sẽ vào đâu? Nó sẽ vào tim mạch. Đó, vào tim mạch. Mà em biết rồi, trong khói thuốc lá nó có chất oxit carbon, nó sẽ làm cho nó tách tách cái oxy trong máu ra, và lý do khiến mà người ta mà những người hút thuốc lá cảm thấy bị xanh xao mệt mỏi là như thế. Nó làm cho cơ thể chúng ta thiếu oxy là bởi vì tại sao vậy? Đây, sách giáo khoa có ghi rất là rõ là như sau. Trong thuốc lá lại có chất oxit carbon, và chất này thấm vào máu bám chặt cái hồng cầu, không cho chúng tiếp cận với oxy nữa. Tức là cái hồng cầu nó không được tiếp cận với oxy, mà em biết rồi, oxy là dưỡng chất, đúng không? Nuôi sống cơ thể, và không có lạ gì sức khỏe của người nghiện hút ngày càng xuống kém. Tại vì bởi vì lúc nào anh cũng bị anh cơ thể anh cứ bị thiếu oxy, anh bị hụt hơi, mặt mũi xanh xao mệt mỏi là bởi vì lượng oxy anh hít vào 10, nhưng mà tới những cái cơ quan cơ thể anh nó chỉ còn lại có 6 7 thôi, thậm chí nó còn ít hơn nếu mà thuốc lá nhiều, là bởi vì cái chất oxit carbon ở trong thuốc lá nó làm cho hồng huyết cầu chúng ta nó không tiếp cận với oxy được. Và thế là chúng ta bị gây xanh xao mệt mỏi. Nhưng cái đó chỉ là nhẹ thôi, xanh xao mệt mỏi chỉ là nhẹ thôi. Còn về lâu về dài á, em biết là nó sẽ làm cho các mạch máu á, nó bị xơ vữa. Nó dày lên. Như vậy là cái con đường của máu mà đi tới các cơ quan nó càng ngày nó càng hẹp lại. Nó giống như bây giờ này nè, con đường đại lộ đi, thênh thang, không có vắng xe thì chạy bon bon. Bỗng nhiên một ngày nào đó là hàng quán bán đầy vỉa hè rồi xe cộ nghẹt xe. Như vậy lúc này xe chạy nổi không? Cũng con đường đó nhưng mà bây giờ đông đúc quá thì không chạy nổi. Xe cứu thương cũng chết luôn. Thì bây giờ cũng vậy. Mạch máu nó giống như cái ống nó dẫn máu vậy đó, mà bây giờ đó là nó bị xơ vữa động mạch, cho nên là nó bồi lên, nó dày lên, và thế là cái con đường đi của máu càng ngày nó càng teo lại, nó hẹp lại, nó bị thắt lại, và đó là lý do vì sao mà nó gây ra những thứ bệnh như là cao huyết áp, đúng không? Mà dồn lại máu, tim cứ bơm máu ra nhưng mà nó không đi, nó mà cái lưu lượng nó không bơm được, nó không có chạy đi được.
tim lúc nào nó cũng bơm máu ra, nhưng mà cái lượng máu nó không di chuyển tới các cơ quan được, và thế là ta bị gọi là gì, cao huyết áp, bị nhồi máu cơ tim, và đỉnh điểm của cao huyết áp cơ tim đó là bị đột quỵ đó. Thấy có những người bỗng nhiên tay chân đờ đờ một bên bị liệt đó, đó là bị đột quỵ đó. Đó là lý do vì sao mà cao huyết áp và nhồi máu cơ tim sẽ dẫn đến đột quỵ. Và cũng chính vì cái mạch máu đó nó đã bị lão hóa, nó bị teo là héo lại rồi, cho nên nó ta gọi đó là bệnh tắc động mạch. Tắc động mạch thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đường dẫn máu nó teo lại, nó nhỏ lại, và thế là những cái bộ phận mà càng ở xa tim bao nhiêu thì lại càng ít được nhận máu bao nhiêu. Em nghĩ coi đó là bộ phận nào? Có phải là cái chân mình không? Đúng không? Cái bàn chân chính là cái bộ phận nó xa cái tim mình nhất. Mà con đường đi từ từ tim mà cho đến cái chân nó phải biết bao nhiêu qua mạch máu, mà một một lúc nào đó mạch máu nó bị teo lại, nó bị nhỏ lại, và thế là máu bị tắc, máu của nó bị tắc lại, nó không chạy tới được cái đôi bàn chân của mình. Nó giống như bây giờ mình ngủ ban đêm rồi đó, mình ngủ mình chăng qua trở lại, nhiều khi cái đầu mình hay là cái người mình nó đè lên cái tay đi, và thế là bỗng nhiên em thấy em giật mình, em thấy cái tay nó tê. Tại vì sao vậy? Bởi vì nó là bị bột em, nó bị nó em nằm đè lên cái tay, nhưng mà và máu nó không chạy được đến cái đầu ngón tay, thế là em chạy em thấy cái tay mình nó giống như tay quai vậy đó. Thì giờ cũng vậy, ở đây đó là vô tình. Còn giờ là gì? Khi ta hút thuốc lá thì cái động mạch nó càng ngày nó càng nhỏ hẹp lại, và nó tắc tắc thì máu nó không di chuyển tới để nó nuôi được cái bàn chân bàn tay của mình, nhất là bàn chân là xa nhất, và thế là một ngày nào đó nó sẽ bị hoại tử. Khi máu không tới được nó bị hoại tử, và thế là hoại tử rồi thì ta phải làm gì? Cái chữ đoạn chi này là nói cho nó văn vẻ, giống như nó giảm nó chánh thì thôi, không được học nó giảm chánh rồi. Thật ra đoạn là cắt, còn chi là gì? Chi là tứ chi, tức là tay chân đó. Như vậy nói nôm na đoạn chi tức là gì? Là cưa chân cưa tay. Khi mà cái chân nó hoại tử rồi thì người ta cưa cái bàn chân, cưa cái chỗ hoại tử đó đi. Em biết là báo đăng là có người bị hút thuốc lá bị tắc động mạch đó, đã cưa đến 7 lần. Bác sĩ phải cưa đến 7 lần để mà cứu cái mạng sống. Hạn như mới vô là cưa bằng chân, ở ngay chỗ cái bắt cá cưa bằng chân, rồi sau đó cưa lên ống quyển ngang, lần hai là cưa dưới đầu gối, lần thứ ba là trên đầu gối, rồi giữa đùi, rồi cuối cùng là mất luôn cái chân luôn, tháo khớp mất cái chân luôn. Như vậy là vì bởi vì sao? Máu không nuôi được thì nó bị hoại tử. Hoại tử thì người ta phải tháo ra, hoặc là ta phải cưa đi, ta gọi đó là đoạn chi. Em thấy không? Rất là có ai ngờ là ủa, hút thuốc lá mà sao bị cưa chân hay? Thật ra là vậy đó. Nếu mà bây giờ hiểu chưa? Hút thuốc lá mà bị cưa chân là như vậy đó. Cho nên là cái hình minh họa nó vẽ là thuốc lá như con ma vậy đó. Mà cái tim thì nó mặt nó rầu rĩ, bởi vì cái ông này đã làm cho do cái cơ năng của nó mệt mỏi, nó bơm nó quá trời máu mà máu không đi được, nó phải bơm hoài để nuôi cơ thể. Đó là lý do vì sao mà thuốc lá nó ảnh hưởng rất lớn đến tim mạch, gây xanh xao, mệt mỏi, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tắc động mạch, đoạn chi, vân vân. Tất cả những cái đó là do thuốc lá. Rồi như vậy thì đối với cái người mà trực tiếp hút là bị như vậy. Không có chứ, người nói nhưng mà khổ khổ này nó đâu có xảy ra liền, đúng không? Cái người say rượu uống vô cái là say liền, say đứa đừ liền. Còn người hút thuốc lá đâu ai là hút vô mà chết đâu, rõ ràng ra hút vô thấy mặt đỉnh queo, thấy vô thấy thấy còn nghệ sĩ còn phóng khoáng. Như vậy là chính vì cái vẻ bên ngoài bình thường mà thuốc lá trở thành ra một sát thủ thầm lặng. Cái chết đến từ từ, mỗi ngày nó làm cho các tế bào, các cơ quan bộ phận của ta nó càng càng bị tác động, và đến một lúc nào đó thì cái chết mới đến. Cho nên đằng sau cái khói thuốc lá nhẹ nhàng đó là cái chết mà đến từ từ, và đó chính là cái nguy hại của thuốc lá. Bề ngoài rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, nhưng mà thật ra về lâu về dài hồi nó mới làm cho con người chết, rất là giống như dịch bệnh vậy đó. Hồi nãy các em đọc rồi đó, có cái clip đó, một năm như vậy có 5 triệu người chết vì hút thuốc lá. 5 triệu người chứ trên thế giới. Ở Việt Nam ta là có 40.000 người chết. Em biết là cái dịch Covid hôm vừa rồi là toàn quốc chúng ta đó là chết chỉ có 23.000 người. Gần một năm trời, gần nửa năm trời, hơn nửa năm trời chết 23.000 người. Còn nay
là hút thuốc lá không là một năm là nó tiễn về ông bà là 40.000 người. Còn mà những người mà ảnh hưởng gián tiếp, tức là không hút nhưng mà gián tiếp, thì đến 33 triệu người. Nghĩa là hít phải khói thuốc lá, và người ta gọi đó là hút thuốc lá gì? Hút thuốc lá thụ động. Đây em nhìn đây. B, hồi nãy là trực tiếp, hồi giờ là thụ động. Tức là những người không hút, em thấy không? Ông bà, cha, mẹ, con cái, ông bố, có dùng bố hút đi. Còn ông bà, cha, mẹ, rồi gì đó, con cái thì ảnh hưởng trực tiếp. Người ta thống kê thấy nè, cái người trực tiếp hút á, là chỉ có thu nhập vào cơ thể mình 20% khói thuốc thôi. Còn 80% là nó bay ra ngoài, nó bay khỏi mũi, bay khỏi miệng, nó bay ra ngoài. Và 80% đó nó tồn tại ở trong không khí, trong môi trường. Và nó tồn tại đến 2 giờ đồng hồ. Em nói đâu có thầy. Em thấy mới lúc bà nhả ra thấy cũng hôi hôi, thấy cũng khói. Nhưng mà một vài phút sau là bay mất. Xin thưa rằng á, ngay cả khi mà chúng ta không còn thấy, về mắt không thấy, hay là về khứu giác không hửi được, thì thật ra là nó vẫn tồn tại ở trong không gian, trong môi trường. Các nhà khoa học chứng minh rồi, nó tồn tại đến 2 giờ, chứ không phải là 1 phút rồi nó bay mất tiêu đâu. Bay là bay, cái cảm giác nó bay mất tiêu, thật ra nó vẫn tồn tại trong môi trường. Và trong 2 tiếng đồng hồ đó, nó sẽ làm cho những người ngồi xung quanh đó trở thành ra giống như là hút thuốc vậy. Cho nên người ta thấy là một người hút thuốc lá thụ động, tức là những người ngồi xung quanh đó, coi như là một ngày hút tương đương 5 điếu một ngày. Chứ không phải là tôi nói là tôi không hút, nhưng mà anh ngồi kế bên người hút, chị ngồi kế bên người hút, đúng không? Con cái ở chung nhà với lại ông bố, ông chú, ông cậu gì đó hút thuốc lá, thì có nguy cơ là thằng bé đó, con bé đó một ngày nó hút tương đương với lại 5 điếu thuốc một ngày. Chứ không phải là nói là tôi không hút, không có. Đó là khoa học chứng minh thằng Hoàng. Mà khi dù anh hút trực tiếp hay là anh hút gián tiếp này nữa, thì nó cũng có tác động như nhau. Và thế là người trực tiếp hút bị cái gì? Thì người thụ động hút gián tiếp cũng bị cái đó, cũng bị nhiễm độc nè, cũng bị viêm phế quản, cũng gây ung thư, cũng đau tim mạch, cũng giảm khả năng sinh sản. Rồi nhất là thai phụ nha, hút thuốc lá bên cạnh thai phụ là cả một tội ác. Bởi vì ta chứng minh rồi, nếu thai phụ mà bị tác động bởi hút thuốc lá, khói thuốc, thì sẽ bị đẻ non. Đẻ non là sao? Hạn như là 9 tháng thì đứa con nó cứng cáp, nó ra đời tròn, vuông tròn. Còn đẻ non tức là mới có 6 tháng, 7 tháng là nó ra. Mà như vậy thì hỏi em nó có mạnh khỏe không? Cái gì cũng vậy, nó phải hoàn chỉnh chứ. 9 tháng nó mới ra đời, 9 tháng 10 ngày. Còn giờ mới có 8 tháng, mới có 7 tháng à. Thế là có nhiều đứa sinh ra giống dội bánh mì nhỏ xíu à. Đúng không? Hoặc là mà suy yếu, dị tật. Đúng không? Bị dị tật bẩm sinh, hoặc là lớn lên còi cọc, đầu óc ngu ngơ ngơ, tức là bị đẻ non. Đó chính là cái lý do vì sao mà hút thuốc lá kế bên một thai phụ là gì? Là một tội ác. Đến đây thì em thấy được đó, hút thuốc lá dù là hút trực tiếp hay là hút thụ động gì thì cũng hại y như nhau. Vậy thì cái phần số 1 La Mã là tác hại thuốc lá thì em biết rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy không? Đó, chứng minh một bằng con số 20%, 50%, rồi 5 triệu người chết, rồi 40 triệu ở Việt Nam, rồi 33 triệu. Đó, tất cả những con số đó đều là khoa học đó, thực nghiệm hết. Và người ta dùng cái đó để chứng minh, để thuyết minh cho một vấn đề là cái tác hại của thuốc lá. Rồi vậy thì bây giờ giải pháp như thế nào đây? Giải pháp như thế nào đây? Có nhiều giải pháp lắm. Cái này thì các em nói như sánh luôn không? Một, chắc chắn rồi, chúng ta phải tuyên truyền mạnh mẽ đến cho mọi người được biết tác hại của thuốc lá. Hút thuốc lá nó hại như nào thì các em biết rồi. Nhưng mà thì không phải là mình em đâu, mà ai cũng biết. Nhưng mà chúng ta chỉ biết chung chung vậy thôi. Còn bây giờ học xong bài này em đã biết cụ thể chưa? Vào vòm họng thì sao? Vào phế quản thì sao? Vào phổi thì sao? Rồi vào tim mạch thì tại sao mà nó có màng bị đột quỵ, rồi tại sao có màng là hút thuốc lá mà bị cưa chân 4-5 lần. Vậy là em đã được chứng minh rồi. Thì em tuyên truyền những cái này đến cho mọi người biết. Người ta gọi đó là tuyên truyền. Cái này thì gọi như là bền vững, là lúc nào cũng có chứ. Cái thứ hai nữa là với thanh thiếu niên, tức là các em được gọi bây giờ là thanh thiếu niên.
em mới nằm trong độ tuổi 13, 14, 15 tuổi cho đến 18, 19, 20 tuổi thì ta gọi đó là thiếu thanh thiếu niên, tức là nửa thiếu niên nhưng mà là nửa thanh niên. Thì lúc này á, nhất là những em nam á, là bị ảnh hưởng đến cái gọi là trào lưu là gì, hút thuốc lá. Có nên hút thuốc lá hay không? Nhìn bố thấy có vẻ lãng tử, xin thưa rằng nói không với thuốc lá. Đừng có thử nó, đừng có nhìn nó thấy nó đẹp đẹp, nó lãng tử, nó ngầu ngầu, đúng rồi, ngầu ngầu, hút cho nó ngon lành, cho nó ấy đấy. Cái đó là cái mồi ngon. Mới đầu vô là mình hút thuốc lá, sau đó hút cái nặng hơn là tăng đô lên, và cuối cùng là dẫn đến ma túy, là thôi cuộc đời là thúi luôn, hẻo luôn, lên gò luôn rồi. Cho nên là nói không với thuốc lá, nhất là với thanh thiếu niên. Đây, giơ bàn tay ra, hay là tuyệt đối cảm ơn nếu không dùng thuốc lá, cảm ơn. Nhất là với thanh thiếu niên, đừng có lấy lý do đi chấu gì hết trơn. Đừng nói là em thấy nó đâu có chết liền đâu thầy. Bỏ đi, bỏ ý định đó đi. Không chết liền mà chết từ từ cũng vậy thôi. Hay là em thấy nó nam hút thuốc lá nhìn thấy nó ngầu ngầu, nó đảng tử, được rồi, nó cho mình cái đó, nhưng mà trả giá lại là cái gì, em thấy không? Cho mình được em đang để nhỏ kia muốn gây ấn tượng với nhỏ đó, em hút thuốc lá cho nó ngầu ngầu, ngầu đâu, thấy là mai mốt lên bàn thờ ngồi nhìn nó rồi đó. Nên là thôi, làm ơn là phước dùm nha mấy em, mấy ông nam trường mình đó là cũng là bắt đầu có rồi đó. Lâu lâu đi vào đường thì thấy đó, hay là mấy quán là bắt đầu thấy có mấy ông nó ngồi, và không chừng là đã có những ông đã hút rồi chứ không phải là không hút đâu, đúng không? Chơi bạn xấu hút rồi, cho nên là tuyệt đối nói không có thuốc lá, nhất là với thanh thiếu niên. Cái thứ ba nữa là về mặt nhà nước á, thì chúng ta chú ý điều này nè. Nhà nước á, là cần phải đưa ra những cái luật để mà hạn chế quảng cáo thuốc lá ở Việt Nam chúng ta, hay là hạn như là gì, thứ nhất là cấm. Việt Nam chúng ta còn ghi tên tuổi là hạn như là White Hot, là bạch mã, là ngựa trắng, là thấy không? Chứ còn ở bên Anh á, đây là thuốc bên Anh nè, hoàn toàn không có cái hãng thuốc lá, tên hãng thuốc lá không có, người ta cấm luôn. Trên cái gói thuốc lá không có ghi bất kỳ một cái nhãn mác nào cho biết là hãng nào, Marlboro hay là Bato hay là cái đó, không có. Nước mình á, còn cho ghi cái tên, cái nhãn, cái mác nào, thuốc con mèo, thuốc này kia, còn nước ngoài thì không. Không được ghi bất kỳ một cái nhãn mác nào, cấm ghi xuất xứ, cấm ghi nhãn mác, không có hình ảnh quảng cáo. Nhớ thuốc lá Marlboro có hình anh chàng cao bồi ngầu đúng không? Bây giờ dẹp luôn rồi. Đồng thời bên cạnh đó không những ghi nhãn mác mà còn phải ghi những lời cảnh báo tác hại, như giờ anh thấy nè, hút thuốc dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Rồi có nước, có quốc gia còn bắt là phải ghi, phải chụp những tấm hình mà ghê rợn của thuốc lá lên, hạn như là mà thuốc lá có thể bị ung thư, smoking cause cancer, tức là ung thư, hút thuốc lá có thể hại đến sức khỏe của bạn, thuốc lá là giết người, smoking skill, giết người, hút thuốc gây ung thư họng, thanh quản hay thấy cái họng mình không đó. Tất cả những cái này nó đều hiện lên trong cái gói thuốc lá. Thậm chí có một lần thầy nhớ bạn của thầy về nước ngoài, về bên Úc, về nó cho thầy, lúc đó còn thầy còn thuốc lá, lúc đó còn hút thuốc lá, cho luôn cây thuốc. Vậy mà khi mở ra thấy trời, thì cái khói thuốc nó in mấy cái hình của mấy người, cái phổi, cái lũng rồi nám rồi cái ung thư. Mình cầm lên, mấy lần cầm lên mình hút, mình thấy nó không ngon, nó sợ sao. Rốt cuộc ra là đó là cái tác dụng của việc cảnh báo tác hại như vậy. Mà khi mỗi lần cầm lên mà thấy giết người nó cũng hàng ngày, nó cũng tác động cho đến cái nhận thức của mỗi người, cho nên cái này cũng là một hình thức rất là tốt. Còn nãy giờ là tuyên truyền có rồi, nào là giáo dục là nói không là có rồi, bây giờ hạn chế quảng cáo thuốc lá nha, mấy hàng thuốc lá này tuyệt đối là không bao giờ mà được tài trợ cho mấy giải lớn như là Olympic, World Cup nha. Tại vì sao? Một cái hoạt động mà thể dục thể thao, sức khỏe con người mà đưa anh vào, dù mấy thằng này nó rất là giàu, em biết lợi nhuận cái thuốc lá là lợi nhuận hàng đầu, mấy hàng thuốc lá là con bò sữa các nền kinh tế, nhưng
anh không, anh là giống như là đối trọng hoặc là tác hại, cho nên là anh không có được bén mảng đến cái mảng mà sức khỏe hay sức khuyết gì của nhân loại hết. Đó là cái số phận của anh phải chấp nhận. Cũng như cái người hút thuốc lá biết đó, là trong nhà hàng đi, người ta cũng cho một cái phòng hút thuốc lá, nhưng mà cái phòng đó bắt phải đi hút thuốc xa thật xa, hay là phòng chật hẹp không có máy lạnh, hay là ngồi giống như là trong trong cái kho rồi đó, anh vô anh hút để làm gì? Để cho anh bị phân biệt. Anh không hút thuốc lá thì anh là người công dân bình thường, ví dụ vậy. Còn anh hút thuốc lá thì tôi cho anh vô phòng đó để cho anh mệt mỏi chơi rồi đó, để cho anh bớt hút thuốc lá đi. Đó là những cái gì mà rồi có những nhà hàng thì người ta đưa cái bản là gì, nhà hàng không thuốc lá, tức là vô trong đó tuyệt đối không thuốc lá đó. Mà nói đến việc này là nói đến pháp luật, là bởi vì ở Việt Nam chúng ta đó, cái vụ này nó rất là nhẹ nhàng, cho nên là khuyến nghị là gì, phải cần cái phạt nặng. Ở Việt Nam đó, hồi nãy em coi cái clip thấy gì, nghị định 45 tháng 4 năm 2005 ra quy định là gì, là sẽ phạt từ 50 cho đến 100 Việt Nam đồng những người hút thuốc lá trong những nơi công cộng như là rạp hát rồi phòng làm việc vân vân. Mà cách đây bao nhiêu năm rồi, 2005 tới cách đây 16 là mười mấy năm rồi, số tiền này bây giờ em nghĩ coi có đáng bỏ bèn gì không. Một người mà có lỡ hút thuốc lá đi bị phạt 50.000 đồng, trong khi đó ở nước ngoài nha, hay như ở Bỉ đi, ở châu Âu, ở Bỉ là một nước châu Âu, ai hút thuốc lá lần thứ nhất bị phạt $40. Đây là đô la, đây người ta tính tiền đô la Mỹ, $40 tức là khoảng bao nhiêu, tức là khoảng 500.000 á. Còn nếu mà bị phát hiện ra là hút lần thứ hai thì sẽ phạt $500. $500 thì Việt Nam bây giờ là bao nhiêu biết không, tức là khoảng mười mấy triệu á. Bây giờ em nghĩ coi, hút một điếu thuốc hay là một hơi thuốc bị phạt đến 10 triệu, có ai dám hút không? Những người mà lao động nghèo có hút thuốc không? Họ nhiều khi làm cực lực cả cả tháng trời, được có 6-7 triệu công nhân làm muốn chết cha chết mẹ luôn, một tháng được nhiêu, mà bây giờ hút một điếu thuốc mà bị phạt 10 triệu đồng Việt Nam, xin lỗi à, lần sau có cho hút cũng đừng có dám mà hút đó. Phải phạt nặng như vậy thì nó mới cái người thuốc lá mới sợ. Ở bên Singapore thử coi, phạt nặng, ai mà quăng xịt liệu xuyên gum hay là thuốc lá phạt mà cho sợ lần sau mà có cho cũng dám hút, vậy thì mới gọi là mà thuốc trị là mà. Có bây giờ phạt 50 mà ai hơi đâu đi rình đi mò mấy người này. Em thấy rất là nhiều người công khai ngang nhiên hút trong nơi công cộng, trên xe buýt, trong phòng làm việc, trong bệnh viện ngồi hút luôn. Như vậy thì nói tóm lại là pháp luật lỏng lẻo, là thì cái việc thuốc lá này nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Như vậy đến đây chúng ta đã nắm được cái tác hại của thuốc lá đến cho người hút thuốc trực tiếp và người thụ động, cũng như là những cái giải pháp. Và bây giờ thì thầy cho các em cái phần ghi nhớ. Đây là cái hình mà để chúng ta nắm được nè. Đây, tác hại thuốc lá gây đột quỵ, viêm phế quản, nhồi máu cơ tim, gây loét hệ thống tiêu hóa, bệnh loãng xương, các bệnh khác vân vân, ung thư miệng và họng, ung thư thanh quản, khí quản, ung thư thực quản vân vân. Rồi khả năng sinh sản của nam và nữ đều ảnh hưởng hết. Đó là người thuốc lá trực tiếp. Còn người thuốc lá gián tiếp tức là thụ động á, thì trẻ em bị u não, tay giữa, ung thư hạch, rồi các triệu chứng hô hấp vân vân vân, ung thư máu, ung thư hô hấp, ung thư phổi, sơ vữa động mạch đó, nghe nói vậy á, dẫn đến là tắc động mạch đó. Tất cả những cái này đều là cái tác hại ghê gớm của thuốc lá. Vậy thì đến đây là các em đã nắm được toàn bộ những cái gì mà bài này nó cung cấp cho các em. Nó tóm lại là tác hại của thuốc lá, và chúng ta tuyệt đối nói không với việc hút thuốc lá từ đây trở về sau. Rồi, bài học đến đây là chấm dứt. Thầy hy vọng rằng những em nào đã biết hoặc là đã thấy hoặc là đã trải qua những cái này thì chúng ta cố gắng giữ cho tuổi xuân của mình, cho thời xuân của mình rất là đẹp đẽ, để chúng ta đừng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Qua mùa dịch vừa rồi em thấy không, sức khỏe là trên hết ha. Rồi, chúc các em những ngày ở nhà chống dịch tiếp tục vui vẻ mạnh khỏe, và sớm lại gặp chúng ta lại sớm gặp nhau. Rồi, chào các em, cảm ơn các em nha.